Ngày 14 tháng 5, bộ chính trị và ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Ban bí thư nhận thấy ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, trợ lý chủ tịch Quốc hội đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cán bộ này đã vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ông Hà cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm của ông Phạm Thái Hà đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước. Theo thẩm quyền, ban bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng với ông Phạm Thái Hà, đồng thời đề nghị các cơ quan thi hành kỷ luật hành chính đồng bộ với kỷ luật Đảng. Ông Phạm Thái Hà bị khởi tố, bắt tạm giam với tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, hôm 22 tháng 4 Diễn biến này nằm trong động thái mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ. Nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Đến nay, nhà chức trách đã khởi tố 8 bị can liên quan đến vụ Thuận An. Trong đó, ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và Nguyễn Khắc Mẫn, phó tổng giám đốc, cùng bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 Bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, hôm 15 tháng 4. Cũng liên quan vụ án, ông Trần Anh Quang, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An bị bắt về tội đưa hối lộ. Sau khi khởi tố vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, C03 đã yêu cầu nhiều địa phương như Đắk Lắk, Phú Yên cung cấp hồ sơ liên quan đến các gói thầu của Thuận An. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can. Sai phạm tại tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm và thu hồi triệt để tài sản. Trong các ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 5, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 41 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại một số đảng bộ trong đó có cơ quan văn phòng quốc hội cụ thể ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ông phạm thái hà ủy viên ban thường vụ đảng ủy cơ quan phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trợ lý chủ tịch quốc hội đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực đồng thời vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng Dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Thái Hà. Trước đó ngày 22 tháng 4, Bộ Công an phát đi thông tin, ông Phạm Thái Hà bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Phạm Thái Hà 48 tuổi, Bị bắt khi Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ông Hà bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Phạm Thái Hà, 48 tuổi, quê ở Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và có học vị tiến sĩ kinh tế. Ông từng là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, CPA, chuyên về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông từng trải qua các vị trí như thư ký tổng kiểm toán nhà nước, thư ký bộ trưởng bộ tài chính hàm vụ trưởng, thư ký của trưởng ban kinh tế trung ương, trợ lý phó thủ tướng chính phủ, trợ lý bí thư thành ủy Hà Nội. Tháng 5 năm 2022, Ông được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, việc bắt và khởi tố ông Phạm Thái Hà là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Sáng ngày 22 tháng 4, Trung tướng Tô ân Sổ, người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan, ngày 21 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, trợ lý chủ tịch Quốc hội về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo quy định tại khoản 4, điều 358 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ngày 22 tháng 4, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh, quyết định nêu trên. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành các lệnh quyết định này. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, xe phạm tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan, tính đến ngày 23 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người. Công an cũng đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định và thu hồi triệt đề tài sản. 7 bị can bị khởi tố trong số 7 bị can này có ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ông Hà bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ngoài ra còn có 6 người khác, gồm ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An bị khởi tố bắt tạm giam về tội đưa hối lộ. Ông Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cùng bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Ông Hoàng Thế Du, trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang, bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó vào ngày 15 tháng 4, C03 cũng đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, thuộc tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ C03 cũng có văn bản đề nghị Đắk Lắk cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến gói thầu của tập đoàn Thuận An, cụ thể đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các sở ngành, đơn vị tổ chức có liên quan cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ liên quan đến gói thầu số 3 thi công xây dựng đoạn km 0 đến km 20 cộng 500 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột. Hồ sơ đề nghị bao gồm quá trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, dự toán xây dựng, hồ sơ mời thầu, quá trình đấu thầu, dự thầu, chấm thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quá trình triển khai dự án và gói thầu số 3. Ngoài ra, còn có hồ sơ về ký kết thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng dự án và gói thầu số 3. Cạnh đó, nhiều tỉnh thành đã có công văn đề nghị các sở ngành địa phương phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Thuận An như Đắk Lắc, Phú Yên, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bắc Giang, Hà Nội, vân vân. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Thuận An đã tham gia một số gói thầu thuộc dự án trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, gồm một gói thầu xây lắp 2 xây dựng hầm HC2 thuộc dự án đầu tư xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7. 2. Gói thầu XL5 xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua thành phố Thủ Đức thuộc dự án thành phần 1 3. Gói thầu XL05 và XL06 thuộc dự án xây dựng kênh tham lương, bến cát, rạch nước lên. Phía Cục Đường Bộ cũng có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dự án 4 làm việc ngay với đại diện có thẩm quyền của Tập đoàn Thuận An là thành viên liên danh nhà thầu về khả năng tiếp tục thực hiện thi công hoàn thành gói thầu XD02 thuộc Dự án Cải tạo Nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn km 15-270, km 89-700, tỉnh Quảng Nam. Cục Đường Bộ nêu rõ, trường hợp không thể tiếp tục triển khai thi công đáp ứng tiến độ của dự án, Ban Quản lý Dự án 4 căn cứ quy định của hợp đồng và pháp luật có liên quan đề xuất phương án xử lý phù hợp.